Kính thưa quý vị và các bạn, bên cạnh của Niềm là chiếc xe Hyundai Tucson thế hệ mới 2024-2025. Và thế hệ này thì có gì khác so với thế hệ cũ? Thì đầu tiên thì quý vị có thể thấy là cái phần mặt lưới ga lăng nè. Phần mặt lưới ga lăng là được thiết kế là bề bản nó mở rộng hơn với những cái phần lưới tản nhiệt đó. Đó, những cái lỗ hút gió nó lớn hơn ha. Cũng được mạ chrome đen bóng nha, đen bóng. Phần logo Hyundai thì được sơn đen luôn. Đó. Đèn thì cũng là đèn LED, tự động thông minh, có đèn LED định vị ban ngày luôn. Và quý vị có thể thấy ở phía trước là có tới là 6 cái cảm biến nha, ở phía sau là có 6 cảm biến luôn, tổng cộng là có tới 12 cảm biến. Và radar thì đã được thiết kế là lệch qua một bên chứ không có ngay cái tâm giống như là trên đời cũ ha. Coi như là xe là có 4 radar nha, nếu mà gọi là đúng nghĩa, bởi vì là nó có tới là 4 cái vị trí điểm mù. Xe có trang bị cái gói Hyundai Smart Sense hỗ trợ lái xe an toàn, phòng tránh va chạm với điểm mù, phòng tránh va chạm với người đi bộ, phòng tránh va chạm khi mà lùi xe, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi hỗ trợ bám lùi xe, định tâm làn đường chống lệch làn, ga tự động hành trình thích ứng, đó, dần dần và dần dần. Tucson đời mới thì cũng có 4 phiên bản: máy xăng tiêu chuẩn, máy xăng đặc biệt, máy dầu đặc biệt và máy xăng turbo cao cấp. Quan sát từ bên hông thì chúng ta thấy là giống như là mẫu cũ thôi ha, nhưng mà có cái bộ bánh mâm, bộ bánh mâm trên thiết kế mới thì nhìn thấy nó đầy đặn hơn và nhìn thấy đẹp hơn đó. Và những cái thiết kế gấp khúc hình dạng vết cắt đó thì quý vị có thể thấy ha, mang cái tính khí động học rất là cao. Xe nhìn thấy góc cạnh vẫn ngôn ngữ cũ ha, xe vẫn giữ cái phong cách ngôn ngữ cũ, vẫn sử dụng động cơ Smart Trim nha, động cơ Smart Trim, máy xăng 2.0, đây động cơ dạng DOHC 16 oanh, phun nhiên liệu đa điểm nha. Và điểm đặc biệt của động cơ Smart Trim đó chính là động cơ thông minh, khỏe mạnh và tiết kiệm nhiên liệu, phun nhiên liệu đa điểm. Thì Hyundai Tucson thế hệ mới 2024-2025 thì có 4 phiên bản nha, bao gồm có phiên bản máy xăng 2.0 tiêu chuẩn và máy xăng 2.0 đặc biệt, máy dầu 2.0 đặc biệt và máy xăng 1.6 turbo cao cấp, giống như là mẫu cũ thôi ha, như là giống như mẫu cũ nha quý vị. Động cơ Smart Trim nè. Đối với phiên bản này, đây là chiếc này là phiên bản máy xăng 2.0 đặc biệt nha. Chiếu sáng của chúng ta sẽ là đèn chiếu sáng là tự động nha, auto. Đây, auto. Và có luôn gạt mưa tự động ha, auto luôn. Đó. Thêm một cái điểm khác biệt nữa, đó chính là cái vô lăng nha. Vô lăng đời mới này là vô lăng 3 chấu. Không có cái biểu tượng logo Hyundai đây. Ha, vô lăng gọn 3 chấu. Trên vô lăng là ở đây chúng ta sẽ có là nghe gọi nè, rồi âm lượng nè, nhận lời giọng nói nè, mốt rồi ga hành trình thích ứng và giữ khoảng cách bám đuôi xe nè, hỗ trợ phanh rồi đó, định tâm làn đường chống lệch làn đó. Coi như là cái vô lăng là có cái thay đổi là cái vô lăng này, cộng thêm cái nữa là gì, cái màn hình. Màn hình là giống như màn hình của con Santa Fe thế hệ mới nha. Cái màn hình này là màn hình cong liền luôn, nhìn rất là bắt mắt. Sau khi mà Niềm lên đèn, coi như là bốn bánh của chúng ta là có cảm biến áp suất lốp nha. Bên đây là cái màn hình hiển thị thông tin khi mà mình điều khiển lái xe, còn bên đây là cái màn hình giải trí đa phương tiện, có bản đồ, radio, rồi phương tiện, rồi chiếu điện thoại, kết nối điện thoại, nhận lệnh giọng nói rồi luôn. Bên đây chúng ta sẽ có chế độ yên tĩnh ghế sau nè, rồi thiết lập và sách hướng dẫn sử dụng. Mình quét mã đây, truy cập vào sách hướng dẫn sử dụng. Rồi bây giờ Niềm sẽ thử mở camera nha, camera 360 độ. Đây, ở khu vực này thì ở đây nó hơi bị chói chá sáng nha. Khu vực này thì chúng ta sẽ có là cái nút cảm biến nè. Đây, nó hơi bị chói ánh sáng. Cảm biến nè, rồi view, xem camera 360 độ, phanh tay điện tử nè, auto hold tự giữ phanh nè,
và hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát lực kéo đó. Bấm cái nút wheel đây, cam 360 ha, nhìn rất sắc nét nha. Theo mình đánh giá thì cái màn hình này nhìn rất là sang trọng và bắt mắt, nguyên cái màn hình cong chạy dài liền khối luôn đó. Cam 360 mình có thể xem ở nhiều cái góc độ nha, này đó, rất tiện ích ha. Đó, cam 360. Rồi, khu vực bảng điều khiển thì chúng ta sẽ có máy điều hòa là auto nha, tự động đó. Và chúng ta sẽ có sưởi nóng và thổi gió làm mát này, dành cho cái hàng ghế trước ha, cái lái và cái phụ luôn đó. Sưởi vô lăng, điều chỉnh tốc độ quạt AC, sấy kiến phía trước, sấy kiến phía sau. Rồi, mình không thích xài trên màn hình cảm ứng thì mình có thể là bấm những cái nút cơ này đây, những cái nút vật lý này để mình tùy chỉnh. Đây, đèn báo tình huống khẩn cấp, đèn ưu tiên đó, đó nhấp nháy. Cần số đây, cần số. Sạc điện thoại cảm ứng không dây ở vị trí này. Và theo như mình quan sát thì ở đây nó có hai cổng sạc nhanh là TC nha. Và một cái tẩu để chúng ta lấy nguồn là 12V 180W max. Và cái chìa khóa thì cũng giống như cái chìa khóa smart key trên Santa Fe thế hệ mới ha. Chìa khóa nhìn thấy gọn đẹp, dễ thương. Chìa khóa của chúng ta sẽ có đóng cửa nè, mở cửa nè và khởi động từ xa nè, mở cấp sau nè. Chìa khóa giống như là con Santa Fe thế hệ mới đó. Cái phần này được may da nha, may da. Nhưng mà da này nó hơi cứng nha. Và cái ốp này đây là bằng giấy bố nha. Nè, nguyên cái ốp viền nè, bằng giấy bố. Có đèn bên trong luôn nha, đèn nội thất đó. Và có luôn cái nẹp viền này, là nẹp viền này được mà cỡ rơm đục nha. Nè, kéo dài, nhìn cũng rất là sang nha. Ở đây mình sẽ mở cái cốp này ra. Rồi, khu vực trên này là mình chỉnh đèn thôi ha, chỉnh đèn. Tấm che nắng, tấm che nắng mình có thể là soi gương luôn, trang điểm chải tóc vậy đó. Đây, đèn đây đó. Rồi, sơ bộ nha, sơ bộ. Đây mình sẽ quay sơ bộ bên trong nội thất nè, cái cốp để đồ. Một cái chi tiết cho cái vô lăng này thì mình thấy nó cũng thể thao nha. Thiết kế cái hình dáng giống như là cái hình dạng là đa giác vậy đó. Đê cách thì cũng không phải là đê cách ha. Đê cách là nó phải vác ngay vị trí này, nó sẽ có cái hình dạng giống như là chữ D viết hoa. Còn cái này nó vác hai cái mô này đó, thì cái hình dạng đó là đa giác, mình cầm vô nó cũng khá là êm tay nha. Vô lăng là bọc da và may chỉ khâu. Vô lăng có sấy luôn, có sấy luôn. Do mình còn mở cửa cho nên là cái âm thanh của xe nó sẽ báo động mình. Bin 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 bin. Rồi, phía sau này mình ngồi ba người nha. Theo quan sát của Niềm thì phía sau cái yên ngựa là có cái cửa sổ gió máy điều hòa và có hai cái cổng sạc tay xi nha. Hai cổng sạc tay xi ở đây. Chỗ này nó hơi tối chút xíu nha quý vị. Niềm diễn tả bằng ngôn ngữ chắc có lẽ là quý vị cũng sẽ hiểu. Đây, mình sẽ mở đèn lên đó. Rồi, mình có được một độ sáng tí xíu. Đây là hai cổng sạc tay xi ở đây. Cửa sổ gió máy điều hòa. Tổng thể mình quan sát từ phía sau mình nhìn ra phía trước nha, coi như là vô lăng nè, rồi màn hình cong nè ha. Ride mode, chế độ lái. Chúng ta sẽ có chế độ eco nè, normal nè, sport nè và my ride ha. My ride là chế độ lái của tôi đó, đó. Và my ride tức nghĩa là ở trên cái màn hình nè, chúng ta sẽ có nguyên một cái combo để chúng ta chọn cái chế độ lái của mình. Bao gồm có lái thông thường hay là lái tiết kiệm hay là tùy chọn thông minh ha. Về ngoại thất bên ngoài thì khác nhau là có cái mặt lưới ga lăng thôi, có thay đổi tí xíu. Và cái radar thay vì là ngay vị trí ở giữa là đời cũ, còn này thì đã được dời sang một bên ha, dời sang một bên. Nhưng mà thật ra nó không phải là một cái radar nha, mà cái xe là nó tới là bốn cái radar.
nó sẽ có hai cái radar ở hai góc hai bên này. Và ở phía sau cũng vậy, bởi vì nó có là phòng tránh va chạm với điểm mù mà. Điểm mù của xe tức nghĩa là ở đây hai bên này ha, hai bên này, rồi phía sau nó cũng là hai bên luôn đó. Đó là bốn cái điểm mù chính của các cái dòng xe. Tổng thể nhìn thiết kế cái ngoại thất dán dấp bên ngoài thì xe vẫn giữ cái phong cách cái thiết kế là cái ngôn ngữ cũ đó, nhìn thấy nhiều cái vết gấp khúc, vết cắt và gân gút đó, mang cái tính khí động học rất là cao khi mà xe lưu thông đường trường tốc độ cao rồi đó, thì sẽ lướt gió tốt và chống ồn, sẽ hạn chế được cái tiếng ồn từ ở bên ngoài vọng vào bên trong khoang nội thất bên trong.